Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 14 tháng 1 năm 2019, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Tuy nhiên, những cơ hội và thách thức của hiệp định này đối với mỗi ngành nghề lĩnh vực là khác nhau. Do vậy, cần có những quan tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể khai thác hiệu quả những lợi thế mà hiệp định này mang lại. CPTPP có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành dệt may vì giúp thuế quan giảm, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu. Do đó, thị trường được kỳ vọng nhất là Canada và Australia. Riêng Nhật Bản đã có hiệp định song phương với Việt Nam từ trước nên không hy vọng tăng trưởng nhiều. Về mức thuế xuất khẩu hàng dệt may tới các thị trường chưa có FTA chung hiện nay, trung bình là trên 10% khi CPTPP có hiệu lực. Nếu các sản phẩm Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chung sẽ được hưởng thuế suất 0%. Mặc dù là hiệp định không có sự tham gia của Mỹ, nhưng mà các cái thị trường mới như Canada, Australia cũng là những cái thị trường mà hứa hẹn nhiều tiềm năng với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Và hy vọng rằng ký kết hiệp định CPTPP thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có được nhiều cơ hội để gia nhập các cái thị trường mới và có cái điều kiện để xuất khẩu hàng của Việt Nam ra thế giới. Nhận định về cơ hội của ngành da giày khi CPTPP có hiệu lực, Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam Lê Pha Sô cho rằng CPTPP mang lại cơ hội tiếp cận những thị trường tiềm năng cho Việt Nam như là Mexico và Canada. CPTPP cũng như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác, không chỉ tạo ra lợi thế về ưu đãi thuế quan mà còn giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành da giày nói riêng thông qua việc thúc đẩy cải cách thể chế. Đối với các cái hiệp định CPTPP thì chúng ta có thể thấy rõ rằng khi mà một doanh nghiệp làm sai thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái cộng đồng doanh nghiệp và nó sẽ làm cho chúng ta không chỉ tổn hại đến nền kinh tế của một ngành mà của cả Việt Nam nữa. Chính vì thế mà các cái doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt rất là chặt chẽ, đặc biệt là không được gian lận trong thương mại và chúng ta cũng không có sử dụng những cái quy tắc xuất xứ sai trái mà phải đáp ứng một cách và tuân thủ một cách đầy đủ chặt chẽ các cái yêu cầu đó, cũng như là phải nắm bắt được các cái điều kiện tham gia thị trường của các cái thị trường của các nước trong khối CPTPP để mà chúng ta thực hiện một cách đầy đủ và chặt chẽ nhất. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành gỗ được cho là sẽ có nhiều cơ hội hơn là thách thức từ CPTPP và hưởng lợi nhiều từ thuế quan. CPTPP sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ đẩy mạnh xuất khẩu, giúp ngành gỗ Việt Nam chính thức mở ra các thị trường mới mà lâu nay mức thuế nhập khẩu đồ gỗ từ Việt Nam còn khá cao như là Canada, Mexico, Peru, v.v. Có lợi thế là chúng ta vào CPTPP rồi. Có rất nhiều thị trường mới mà rất tốt, ví dụ như Peru, Chile, các nước Nam Mỹ hiện nay, cái đó là chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng cái thị trường này. Thế là cái lợi thương điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là mở rộng phát triển thị trường nội địa để là cái bàn đạp cho xuất khẩu. Đây định hướng chúng tôi phát triển ngành gỗ trong tương lai nó là như vậy. Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, các nhóm mặt hàng nông sản chế biến Việt Nam sẽ phải đối mặt với khả năng cạnh tranh cao. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có lợi thế về sản xuất nông thủy sản nhiệt đới, với lợi thế sản xuất có khả năng cạnh tranh cao, giá thành thấp, nguồn nguyên liệu dồi dào, năng suất cao. Thủy sản là một ngành hội nhập sớm và chủ yếu tập trung từ phía Việt Nam lại là xuất khẩu. Thì các nước mà nằm trong cái khối CPTPP thì cũng là cái khối mà các quốc gia mà có nhu cầu lớn và tiêu thụ thủy sản nhập khẩu. Nên chúng tôi cũng nhìn thấy rõ một cái việc là đầu tiên là cái thuận lợi liên quan đến vấn đề về thuế, thuận lợi về cái gọi là cái sự gia tăng, cái gọi là họ mua hàng từ phía Việt Nam. Nhưng mà cái thuận lợi đấy thì chúng tôi cũng nhìn thấy rằng là nó tạo ra một cái sân chơi mà phía cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở đây muốn gọi là muốn tối đa hóa các cái thuận lợi đấy, thì rõ ràng là từ phía Việt Nam cũng phải có những sự chuyển động, những sự thay đổi nhất định. Theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ lưỡng những nội dung liên quan tới ngành của CPTPP về quy định, thủ tục hải quan, logistics, v.v. Đồng thời, bản thân doanh nghiệp phải có ý thức vươn lên và liên kết để nâng cao chất lượng sản xuất. Hơn nữa, nhà nước nên hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo sân chơi bình đẳng, giảm thiểu thủ tục hành chính để tránh được sự thua thiệt của doanh nghiệp Việt trên chính sân nhà.